Chào mừng các bạn đến với lại kênh Ngoài Đồng Hồ của mình nha. Hôm nay được một buổi cuối tuần thì mình sẽ làm một cái clip 5 con. Cái lô hôm nay của mình là có 5 con nha. Tất cả đều là pin hết nha nha các bạn. Của Thụy Sĩ có nè, Nhật có nè. Đó. Có những con Citizen Eco Ride nè. Đó thì hôm nay là mình sẽ giới thiệu cho các bạn lô này 5 con. Tất cả đều pin hết nha các bạn. Thì mình sẽ báo giá từng con luôn. Size, giá, thông tin của từng con luôn nha các bạn. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh cho mình để cập nhật những cái chiếc đồng hồ mới nhất liên tục bên mình. Đó thì mình có chiếc nào thì mình sẽ đưa lên chiếc đồng hồ đó. Thì đa số là đồng hồ đã qua sử dụng nha các bạn. Thì các bạn nào chơi thì các bạn biết liền. Đây chiếc đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn nè. Đó lắc kê vàng nguyên con luôn. Đây của Thụy Sĩ. Mai pin. Thương hiệu nổi tiếng. Đây. Nó có những cái chỗ mà file nè. Đó nó bị bay màu đi nè. Đó mình quay là chi tiết nhất. Đó giá thì mình sẽ báo luôn, thì các bạn nào mà thấy phù hợp hay gì đó thì các bạn cần thêm thông tin gì đó thì các bạn liên hệ cho mình. Núm zin đó có những cái chi tiết nè. Đó bay thì mình sẽ quay cận cảnh nhất cho các bạn xem. Đây bọc vàng 10 nè, lắc kê á, lắc que là lắc kê nè. Đó nó có chốc nha. Đó zin hết, khóa zin cái này nó gài như thế này nó bạn. Đó mặt thì màu vàng khá là đẹp. Đó có những cái chốc nhất định. Thì con này là mình đang kêu bán là 2,4 triệu nha các bạn. 2,4 triệu, size của nó là 29 x 29, 29 nhân 29. Còn khóa thì có thể di chuyển theo từng tay của mỗi người. Đó, con đầu tiên. Các bạn nào mà cần thêm thông tin á thì các bạn cứ mạnh dạn nhắn tin Zalo của mình, có để số điện thoại bên dưới. Thì Zalo hay Facebook thì cũng được. Facebook của mình là siêu cổ nha các bạn. Cũng thành lập khá lâu rồi. Còn Zalo thì có số điện thoại. Còn đây một chiếc Hamilton quân đội đó, khaki nè. Đó quân đội vỏ nè, vỏ là vỏ nhám nha, có những cái xước nhất định. Núm zin, size con này là size 38 nha các bạn. Để ý nhìn cái kính của nó, nhìn nó rất là lạ luôn đó. Một lịch số học trò dạ quang cực kỳ tốt luôn nha. Đấy, đúng ra cái con này á, là cái dây của nó là cái dây theo cái đồng hồ này luôn, màu như thế này nè, dây sắt á. Nhưng mà mình mua về thì nó không có còn dây sắt, mình mua từ người chủ trước là không còn dây sắt, thì gắn gắn dây dây vải như vậy. Mình để y luôn nha các bạn. Đó con này là mình cũng đang bán 2,4 triệu luôn nha các bạn. Các bạn nào cần thêm thông tin hay gì thì các bạn có thể liên hệ với mình. Hàng ở đây là chuẩn hết nha, chuẩn chính hãng hết nha. Các bạn yên tâm cái chuyện đó, các bạn test thoải mái. Đây nè, chống nước 50 m, size 38, 2,4 triệu nha các bạn. Đây một chiếc cũng quân đội Thụy Sĩ luôn, zin nguyên con Wenger. Đó cái mặt nó nhìn khá là lạ, khá là đẹp. Đây là ngày nè, số học trò luôn, dạ quang cực kỳ tốt. Mình quay buổi sáng nên là mình không có quay dạ quang để cho các bạn xem, nhưng mà dạ quang khá là tốt đó. Những cái con quân đội là dạ quang rất là tốt nha các bạn. Đây núm zin theo đồng hồ đó, mặt sau có cái hình con dao á. Các bạn thường các bạn mà chơi đồng hồ có con dao dao để mở khóa zin luôn. Đó khóa zin luôn. Thì bên mình cũng trước khi về mình cũng có xử lý đánh bóng lại cho nó mới nha nha các bạn. Các bạn mua về chỉ có việc đeo thôi,
không có cần phải làm cái gì hết. Size nó là size 40 cho autograph đó, khá là đẹp, nói chung là đeo rất là sáng luôn. Thì con này thì mình đang bán là 1,8 triệu nha các bạn, mình đang bán 1,8 triệu. Thì các bạn nào cần thêm thông tin hay là chi tiết gì thì các bạn cứ liên hệ cho mình. Đây, một em Citizen EcoRide của Nhật, chống nước 200 m. Đó, núm zin, khóa zin, tất cả Citizen. Đây, cái đáy đây, Citizen EcoRide. Thì cái con này là size 41 nha các bạn, size 41, dạ quang còn rất là tốt, dạ quang rất là tốt, được một lịch. Đó, nó có cái dòng này có những cái độ chạy nhất định nha. Nè, mình quay mình nói rõ luôn chứ không có giấu giếm. Đó, quay sát luôn cho các bạn xem. Thì con này là mình đang bán 1,6 triệu nha các bạn. 1,6 triệu. 1,6 triệu cho cái con này nha. Đây, cũng Citizen luôn, EcoRide, Chotograph, mặt đen, dây đen, tất cả đen hết, chỉ có những cái chi tiết đỏ, núm đỏ này, với lại những cái cọc số rồi đỏ thôi, những chi tiết đỏ. Lịch ở góc 4 giờ rưỡi, EcoRide nè, kim choi luôn nha các bạn, kim choi nha, dạ quang rất là tốt. Thì size này là size 44 nha các bạn, zin nguyên con luôn đó, zin nguyên con. Đây nè, mình quay sát cho các bạn thấy nó có những cái độ xước nhất định nha. Hàng cũ thì các bạn đừng có đòi hỏi quá nhiều như hàng mới nha. Đó, mình quay sát nhất cho các bạn xem. Con này thì mình cũng bán đồng giá với con Citizen EcoRide lúc nãy nha. Thì mình bán 1,6 triệu cho cái con đó luôn nha các bạn. Thì trên đây là 5 con pin, ba con Thụy Sĩ, hai con Nhật Bản. Đó, thì các bạn nào mà yêu con nào thì các bạn cứ mạnh dạn liên hệ trực tiếp cho mình, hoặc là inbox mình, hay cần thêm thông tin gì. Thì giá thì mình còn thương lượng cà phê nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem tới cuối clip. Rồi, các bạn nhớ like hay đăng ký kênh cho mình để ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn các bạn.